Xin chào các anh nhá, chào mừng thầy có quay trở lại bên em. Thì tiếp tục cái video thì ngày hôm nay bên em vừa về được 30 chiếc mic có dây hàng thương hiệu của Mỹ nhá, Shure 565SD, một trong dòng mic có dây cực kỳ cao cấp. Có thể thấy là những chiếc mic có dây rất cao cấp nhá. Thì em về số lượng có ít thôi, em sẽ bán anh em giá sập sàn luôn. Thì hiện nay những dòng mic có dây trên trường rất đắt tiền luôn. Đấy, có mua mới nó phải trên 2 triệu, nhưng ngày hôm nay đến với em thì giá cực kỳ tốt, hàng còn lại còn nguyên hộp nhá. Vì đây em thanh lý được hàng còn nướt, còn siêu đẹp luôn. Dòng mic có dây của Shure nhá. Shure là một thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Model 565SD. Đấy, hàng bãi nhưng còn dùng nướt quá đẹp. Và cho bác xem cái côn mic này. Côn này côn tử leo nhá. Đây. Rất đẹp luôn, anh em nhìn nhỉ. Tiếng dòng này thì tiếng quá dày và bay luôn. Thì đối với dòng mic này nó phải so sánh những dòng mic cả 3 mic không dây 3-4 triệu không thể hay bằng dòng này được luôn. Được chưa? Và dây mic của nó này dây xịn luôn. Dây xịn nhá, dây rất dài luôn các bác nhá. Dây này dài 5,5m, 6m các bác hát thoải mái luôn. Đây, dây xịn luôn. Được chưa? Dây này toàn bộ là dây xịn nhá. Và sẽ lô từ mic cho bác nghe này. 5, 6, 7, 5, 9, 7, lên 6. Đủ dài luôn, anh em mình nghe chất âm đủ dài luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lên 6, 2, lên 1, 2. Phải là nó quá là hay, về em báo giá luôn ngày hôm nay em bán cho anh em mình. Số lượng về rất ít thôi, nhưng chiếc mic có dây thương hiệu của Mỹ Shure, giá 600.000 một chiếc em bao ship. 600.000 một chiếc bao ship nhá. Bác nào lấy thì liên hệ qua số thoại anh em hoặc inbox cho em nhá, 600.000 một chiếc mic có dây này, em bao ship bác. 600.000 một chiếc mic có dây Shure 565SD, 600.000 một chiếc nhá. Chỉ với giá 600.000 anh em mua trên trường thấp nhất. Thấp nhất con này nhá. Anh em cũng phải bỏ ra tiền gần 2 triệu trên 2 triệu mới mua được. Đây. À mic có dây cao cấp cho bác nào muốn sở hữu nhá. 600.000 bác nhận hàng kiểm tra an toàn không phải đặt cọc nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra an toàn không phải đặt cọc. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ luôn. Đây. Giờ sẽ test đoạn karaoke bác nghe chất âm nhá. 600.000 một chiếc nhá. 600.000 một chiếc này, bác nghe chất âm nhá. Được chưa, bác nào có nhu cầu thì cứ hẹn với em, 600.000 một chiếc. Bác nghe chất âm nhá, dòng mic có dây Shure rồi nhá, có hay như nào nhá, 600.000 một chiếc. Dòng mic của Mỹ nhá, rất đẹp luôn. Bác nghe chất âm nhá. Đây, dây rất dài cho em luôn. Chất âm nha. Chất âm nha, 600.000 một chiếc, bao nhu cầu có thể hẹn qua số điện thoại em nha. Chào các bạn nha.